Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid chơi Halloween, khuấy động tin đồn hẹn hò. Nam diễn viên Leonardo DiCaprio thường yêu những cô gái dưới 25 tuổi trong lúc Gigi Hadid đã 27 tuổi và hiện là mẹ đơn thân. Trang Daily Mail ngày 31 tháng 10 thông tin nam diễn viên Leonardo DiCaprio và người mẫu Gigi Hadid được bắt gặp đi chơi cùng nhau tại một buổi tiệc Halloween ở thành phố New York, Mỹ. Buổi tiệc được tổ chức trong một chiếc xe buýt với sự tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng, Bella Hadid, Irina Shayk, Stella Maxwell. Leonardo DiCaprio mang chiếc mặt nạ đáng sợ hầu như cả đêm. Anh chỉ mở mặt nạ khi uống rượu, nguồn tin hé lộ với truyền thông. Đại diện của Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid chưa đưa ra bình luận gì về việc này. Thông tin mới về cặp đôi này lại lần nữa khuấy lên tin đồn cả hai đang hẹn hò. Trước đó, các phương tiện truyền thông giải trí phương Tây cho rằng Leonardo DiCaprio để mắt đến Gigi Hadid. Một nguồn tin nói với trang People rằng nam diễn viên này đang theo đuổi siêu mẫu Gigi Hadid. Họ đi chơi với nhóm, nhiều người chỉ vài tuần, kể từ khi Leonardo DiCaprio chia tay bạn gái là siêu mẫu Camila Morone cuối tháng 8 năm 2022. Mặc dù vậy, họ vẫn chưa chính thức hẹn hò mà chỉ mới ở giai đoạn tìm hiểu nhau, nguồn tin hé lộ với People. Trang US Weekly dẫn nguồn tin thân cận cả hai cho biết, Leonardo DiCaprio để mắt đến Gigi Hadid nhưng cả hai vẫn ở mức bạn bè. Gigi Hadid không muốn mối quan hệ tình cảm với anh ta tại thời điểm này. Sau khi Leonardo DiCaprio chia tay bạn gái, chuyện tình của nam diễn viên này thu hút sự quan tâm của công chúng. Họ tò mò người tiếp theo sóng bước bên chàng rắc đào hoa là ai. Những người quan tâm Leonardo DiCaprio bất ngờ bởi họ cho rằng tài tử này chỉ quen các cô gái dưới 25 tuổi và thường chia tay khi họ ở độ tuổi 25. Trong khi đó, Gigi Hadid đã 27 tuổi và đang là mẹ đơn thân. Gigi Hadid có mối tình kéo dài với ca sĩ Zayn Malik nhưng đã chia tay vào tháng 10 năm 2021. Hai người có một con gái là bé Khai, 2 tuổi.